chị có thể xem bà ấy là mẹ chồng được không? Chị có quên được những chuyện bà ta đã làm không? Xin hãy cho phép chúng cháu kết hôn ạ. Nhìn vào mắt anh và nói rằng anh ta không liên quan tới chuyện này đi. Em nói đi. Người ta sẽ nói là con quyến rũ nó để sống chung với nó. Inok à, em muốn anh làm thế nào đây? Anh có nên cắt đứt với mẹ không? Như thế có kết quả không? Em cũng không cần lo chuyện đi du học. Chị đã đi tìm người môi giới rồi. Em hãy nói với giáo sư, Inok muốn bán nhà gấp nên tôi đem họ tới. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim giải tập Hàn Quốc Vòng Xoáy Số Phận vào lúc 11:35 trên kênh TTV. Các người làm gì thế? Bỏ tôi ra. Tôi cảm thấy hình như Cố Nhiên rất ngưỡng mộ giám đốc Lâm. Có khi nào ứng với câu trắc nghiệm trên máy tính không? Em ở lại MEC vì một nguyên nhân nữa. Đấy chính là vì Lâm Tư Giai. Anh muốn nghỉ việc à? Phải. Chuyện này không liên quan đến anh và MEC, đơn giản là lý do cá nhân. Mạn Lệ, đừng làm thế. Được rồi. Hà Mạn Lệ, cô ta sống lâu dài ở đây, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cháu xem, nó và Tư Giai là bạn thân, làm sao đuổi được nó đi đây? Lúc ấy tự nhiên lại mất điện. Em đã mang nến lên phòng Lý Thu Dương. Đúng lúc Hà Mạn Lệ từ đấy bước ra, đầu tóc rối bời, cúc áo thì chưa cài hết. Chuyện gì thế? Mất điện thật à? Hà Mạn Lệ, cậu làm gì thế? Anh em nói anh đừng cử động. Gì thế? Em vẫn luôn muốn nói với anh. Em thật sự rất yêu anh. Các bạn đón xem bộ phim Trung Quốc Trái Tim Lầm Lỡ phát sóng lúc 17:30 trên kênh TTV. Chúng ta đã thay đổi giá thầu. Vì lúc ấy anh đã biết được giá thầu của MEC, và người tiết lộ giá thầu chính là... Tôi đã có cách làm cho con nhỏ này bán sống bán chết. Trên đời này không có ai hiểu Quỳnh Nam hơn tôi đâu. Tiến hành xử bà anh lên. Hả? Làm sao cho giống một vụ cướp là được. Mày về nói lại với Tạ Thiên Khánh, đừng có giỡn mặt với cha con chúng tao. Mày nghĩ tao dễ dàng để tụi nó chơi mình sao? Cứ chờ mà xem. Bên công an đã lần ra dấu vết của Thanh Trợ Sắt để tìm ra chứng cứ phạm pháp của Tạ Thiên Khánh rồi. Đại ca Quỳnh Nam giết mẹ của mày và tới lượt mày. Ông cho người bắt cóc nó để ra điều kiện với Quỳnh Nam thì chắc chắn anh ta kiểu gì cũng sẽ đi cứu người đẹp. Đây sẽ là một phép thử cho tài dùng trước trận đánh lớn để đưa Flakka về Việt Nam. Nếu mày muốn nó còn sống thì phải đến khu nhà hoa bên sông ở quận 2. Kẻ phản bội đều phải chết. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Đặc vụ ở Macau phát sóng lúc 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên kênh TTV. Tiểu Tịnh mắc phải một bệnh lạ hiếm gặp. Anh cũng không tìm được mẫu máu quấn rốn nào hợp với con bé, nên bây giờ cách duy nhất có thể cứu nó là em sinh thêm một đứa với anh đi. Trước khi anh chưa điều tra rõ sự việc, tốt nhất em hãy đem hết toàn bộ những gì anh không biết nói ra hết đi. Mẹ chỉ cần Vũ Sán có thể biến mất khỏi cái nhà hậu cung này, nó có thể giành được gì mẹ không quan tâm chút nào hết. Anh thật sự không biết từ lúc nào anh đã yêu em rồi. Việc mẹ anh ngoại tình, tất cả những chuyện này đều là mẹ em sắp tâm hãm hại hết, đều từ mẹ em mà ra đấy. Anh muốn hỏi tình cảm của tôi với Tôn Chiết Hàn hả? Cô giáo ở trường mầm non gọi điện tới nói Tiểu Tịnh mất tích rồi. Đừng có để lộ việc gì trước mặt của Vũ Huy. Nếu anh còn không chịu nghe lời tôi, cùng lắm thì chúng ta chết chung đấy. Đây là 1 triệu đồng. Còn hãy cầm lấy số tiền này và ly hôn với Vũ Sán đi. Nếu như con không nghe lời như vậy, con đi đi, rời khỏi cái nhà này đi. Mẹ xem như không có đứa con gái như con. Muốn đi thì cùng đi. Anh với em sẽ rời khỏi căn nhà này. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim
cô vợ bất đắc dĩ phát sóng lúc 21:40 phút các ngày trong tuần trên kênh VTV. Cô dám uy hiếp tôi? Con là con dâu của mẹ. Chúng ta cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu con có chuyện gì thì mẹ cũng không được sống yên đâu.